Rồi, câu số 8 giờ mình đọc theo đề nè. Mình đọc theo đề. Ở đây hồi nãy nó có liên quan đến ba môn. Đầu tiên là tên học viên, liên quan đến bảng học viên nè. Kết quả nè. Rồi, tên cơ sở, tên môn học nè. Và liên quan đến ba bảng. Không, bây giờ thầy lại xóa hết cái này đi đó. Liên quan đến những bảng nào là mình kết những bảng đó trước đã. Giả sử đây là câu 8 nha. Thôi cái này mình tí mình viết sau. Mình viết chỗ này trước. Liên quan đến bạn học viên, bạn kết quả. Thường thường để xét đầu thế giới thì bạn kết quả là bạn ưu tiên đầu tiên đó. Rồi, A. Let's join. Câu này á, thật ra là nếu mà bạn nào không biết làm á, thật ra là một phần là các em chưa học một số công thức, một công thức mới là chưa chỉ thôi ha. Chứ không phải là nó cũng chẳng khó gì đâu. Rồi bây giờ các em coi nè, let's join với bạn học viên B đó, cứ thấy như vậy là quen rồi. A chấm má học viên. Rồi lại kết với bạn môn học nữa, let's join. Thật ra là các em cũng không cần viết xích vô giống như thầy như vậy đâu nha. Cái này thầy viết như vậy để các em chúng ta dễ nhìn thôi. C nè. Bằng A chấm má môn học bằng C, đúng rồi. Nhiều khi mình lỡ mình không để ý á, mình nó sẽ chạy sai luôn đó. Rồi, bây giờ các em coi ở đây, người ta kêu chúng ta là số lần thi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy tên học viên trước. Tên học viên là B. Tên học viên. Tại vì, tại sao mà tên học viên? Tại vì người ta kêu là xuất ra tên học viên mà, đúng không? Rồi, phải. Bây giờ nếu mà các em dùng hàm mát cũng được. Tại vì người ta cho thi hai lần, nhưng chỉ có lần một, lần hai thôi. Các em dùng hàm mát cũng được nữa. Hoặc là các em dùng hàm cao cũng được nữa. Đó, dùng hàm mát hoặc cao cũng được, có tùy ý các em. Ví dụ như là các em dùng hàm mát nè. Bây giờ thầy dùng hàm cao trước đi. A chấm má môn học. Cao lần thi cũng được đó. Không sai. Thầy chẳng nghĩa là cao dòng nào cũng được á. Tại vì rồi, không biết trên trong đó cái má môn học. Rồi má môn học là kiểu như vậy. Rồi, ở đây là số môn đi, số môn nhé. Rồi, khi mà chúng ta chạy như vậy thì chúng ta phải có thêm một cái gì? Group by. Không biết lấy giờ thầy quay chưa ta? Rồi. Group by đây. Rồi các em thấy ở đây nè, ở đây là đếm. Đếm số môn chưa có lọc gì hết nha. Rồi nhưng mà bây giờ mình muốn, người ta cũng kêu là muốn lọc ra những cái môn nào mà dưới năm á. Đúng không? Quen. Thầy làm từ từ cho các em á. Rồi, A chấm điểm. Nhỏ hơn 5. Để coi. Thầy các em thấy ví dụ như là từng, nếu mà các em để kiểm tra dễ, các em thêm nó A chấm má học viên nha luôn. Để mình dễ nhìn. Cái này là B. Rồi nếu mà như vậy thì dưới đây á là mình phải rút bay. Rồi các em nhìn thấy video đây nè. Bây giờ mình mở cái bảng kết quả lên. Mình mở cái bảng kết quả lên nè. Mình coi ví dụ như là học viên số 10 này. Số môn mà dưới năm nè là mấy môn nè. Học viên số 10 nha. Các em thấy có một môn thấy không? Thấy chưa? Rồi, học viên số 3, số môn mà dưới năm. Học viên số 3 nha. Số 3 đúng không? Là mấy môn nè? 1 3 môn thấy không các em, thấy không?
À, hai môn chứ, hai môn. Thấy chưa? Thì các em hiểu ý là chỗ này đúng không? Rồi, nếu bây giờ giả sử người ta kêu là tìm những học viên nào có số lần dớt nhiều nhất đi. Em tập trung nha, bây giờ thầy chưa nói về lập theo môn, tên môn học gì hết nha. Nha. Thì các em sẽ dùng như bài nè. Order by, có học cái này chưa? Order, hồi trước có học rồi á. Học cái môn kia là sắp xếp nha. Sắp xếp, thầy muốn sắp xếp theo số môn. Số môn này. Số môn dưới năm á. Các em nhớ cái câu là nè, nếu mà sắp xếp tăng dần, giảm dần là DESC, ghi thầy luôn. Nè, coi nè. Giảm dần, các em thấy không? Giả sử bây giờ có câu hỏi nè, kêu, thấy. Nè, mấy bạn, cái câu này thầy đang hướng dẫn từ từ nè. Xuất ra những cái những tên học viên nào mà có số đã thi lại nhiều nhất đi chẳng hạn. Có phải người này là người thi lại nhiều nhất không? Không. Rồi giờ sẽ thấy một dòng thôi. Là có hai cái top này. Top 1 cái là lấy một dòng, top 2 sẽ lấy hai dòng, còn ở trước đó không có này không? Không hả? Nhìn nè. Thấy không? Các bạn lấy giá trị người có thi lại nhiều nhất ở đây đúng không? Rồi, nhưng mà như mày. Mấy bạn ở phía dưới là chơi game nữa. Không có. Rồi bây giờ nhìn vô đây, thầy lọc theo môn, theo tên môn. Rồi vậy là thầy thế nè. Tên môn học là bảng C đúng không? Tên môn học bằng. Bây giờ thầy lấy một cái môn nào bất kỳ. Coi cái môn cũng số 8 đi nhé. Rồi số 8, thầy mở các bạn môn học lên. Môn số 8 là môn khai thác dữ liệu nè. Rồi. Đó, các em thấy là họ lấy bằng ấy em làm vẫn đúng á, thấy không? Thật ra ở đây các em dùng mát lần thi cũng được. Tại vì ở đây nó thi hai lần. Thấy không? Đó, nhưng mà giả sử có lý thi ba lần thì dùng hàm mát nó lại cũng đúng á. À, hàm mát vẫn đúng tại lý thi ba lần thì lấy lần cao nhất là số 3 nó cũng được, dùng hàm mát cũng được. Ha. Rồi, nhưng mà giả sử sau này nếu mà muốn sắp xếp giảm dần thì các em nhớ là các em phải dùng là tăng dần ESC nha. Cái vừa rồi là giảm dần, ESC là tăng dần. Đấy nha. À, còn DESC cái này viết tắt descend á. Đó. Đó. Đó thì ở đây mình sẽ làm như vậy là xong rồi đó. Rồi, còn bây giờ mình sẽ đưa cái tên môn học vào. Cái này mình sửa thành tên môn học nè. Ở đây là N Va Che 50. Ở đây là 08 đúng không? Đó. Mình đưa cái này vào đây. Thật ra do các em chưa học cái dạng top 1 này nên các em làm không được cái này. Môn số 8. Số kìa. À quên, thì có giấu một cái dưới đây. Rồi cái này mình không dùng đó nha. Đó, gì dưới đó nó có cái lỗi. Rồi các em chụp cốt đó thầy. Rồi,